hay là ở nhà với chị cô Vi hả? Sao? Con đi chơi với mẹ hay là ở nhà với chị cô Vi? Đúng gì này? Đi với mẹ. Con đi với mẹ. Hay là mẹ mẹ ôm á, ôm mẹ nhé. Ôm mẹ nè, đi nè. Ý, xin mẹ ôm đi nha. Cho mẹ qua mẹ coi cho chị cô Vi đang ngủ hay thức nha, nói với chị cô Vi nha. Lên trên đây mày chặt trên đây nha.
về thôi. Ủa đi đâu rồi? Em đi đâu rồi? Em đi đâu rồi? Man ơi! Man ơi! Ủa? Man ơi! Man ơi! Man ơi! Man! Đâu rồi nhờ? Sao mà mới đây mà đi đâu rồi không biết nữa à? Man ơi! Man! Man ơi! Mẹ bảo này, em Mon vừa mới đi lạc mẹ, mẹ đưa em Mon đi chặt củi thế nào. Mon lạc mẹ này, con thương em này. Ủa, con cũng lo lắng cho Mon á. Mon sao được ở yên nha, con đi với mẹ thì ở yên nha, không được đi lung tung Mon nhá. Mẹ thương cái này thì em lắm á. Mẹ đi tìm cấp nhờ luôn. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương thì bây giờ nha.